tử vi thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 âm lịch ngày đinh hợi tháng bính ngọ năm nhâm dần. Xung ngày, kỷ tỵ quý tỵ quý mùi, quý sửu quý hợi xung tháng, mậu tí, canh tí. 1. Tuổi tí ngày 3 tháng 6 năm 2022 ngày có tam hội ghé thăm cũng là lúc việc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sẽ đem đến sự kết nối chặt chẽ, mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc. Dù con giáp tuổi tí bận rộn đến mấy thì đừng quên gọi cho người yêu thương để họ biết bạn quan tâm đến họ thế nào nhé. Người tuổi tí đừng buồn phiền quá. Thiên quan dự báo điều gì đó khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng hãy kiên nhẫn một chút mọi việc diễn ra chỉ nhằm mục đích đem đến những điều tốt đẹp mà thôi. Thế nên bạn cần phải học cách nhẫn nại hơn. Đơn giản là mọi thử thách ban đầu luôn làm khó bạn nhưng nếu bạn vượt qua rồi sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vì thế, hãy chịu khó cúi đầu. Chấp nhận giai đoạn này để trở ngại sớm trôi qua bạn nhé. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tuổi sửu ngày 3 tháng 6 năm 2022 tam hội là cơ hội tốt để người tuổi sửu và các thành viên trong gia đình kết nối với nhau trong ngày hôm nay. Sự chủ động làm cầu nối của bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy rất vui vẻ, hào hứng đấy, hãy mang lại cho họ cảm giác thật đặc biệt. Thực thần khuyến khích con giáp tuổi sửu tương tác nhiều hơn bạn nên đặt mình vào những tình huống mà bạn có thể tìm thấy niềm vui tiếng cười ví dụ như tham gia các hoạt động xã hội tương tác với mọi người hay có những phút giây vui vẻ và lãng mạn bên người yêu thương chẳng hạn ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh đừng che giấu tâm tư của mình cần biểu đạt rõ ràng những suy nghĩ cho người ấy thấy quan điểm của bạn như thế nào thay vì giữ thái độ như hiện tại và khiến đối phương bối rối nhé giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ tỵ, dậu tí. 3. Tuổi dần ngày 3 tháng 6 năm 2022 nhờ có lục hợp mà con giáp tuổi dần xử lý được rất nhiều việc, tất cả là nhờ được mọi người giúp đỡ. Nhất là những việc mang tính đội nhóm. Ai cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn một tay nên chẳng có khó khăn nào có thể ngăn trở cả chính ấn nhắc nhở cho tuổi dần biết rằng mang đến cơ hội tuyệt vời để khởi động để bắt tay với những điều mới mẻ tích cực bạn đã thực sự sẵn sàng cho điều đó hay chưa cơ hội của bạn đang đến rồi đấy ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên vượng sắc đào hoa nở rộ ai độc thân tha hồ đón duyên tới những người đang yêu được người ấy quan tâm và chăm sóc tận tình tình cảm ngọt ngào khiến cho bao mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn dường như cũng tan biến giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc Cát Tường xanh lá xanh lam quý nhân phù trợ Ngọ Hợi Tuất 4 tuổi Mão ngày 3 tháng 6 năm 2022 Xem tử vi chính xác nhất ngày 3 tháng 6 năm 2022 tam hợp cho thấy Mão rất được yêu mến bạn nhớ sử dụng trực giác cực kỳ nhạy bén của mình để tiếp cận sâu sắc hơn với những người mà bạn quan tâm yêu mến đừng vì bất cứ rào cản nào mà ngại ngần không dám tiếp cận họ nhé những khám phá sẽ đem đến cho người tuổi mão những ý tưởng sáng tạo với sự tương trợ của thiên ấn vậy thì hãy cho mọi người thấy khả năng tìm tòi phát hiện của bạn có thể đem đến những giá trị đầy thú vị như thế nào nhé thứ sáu này là ngày vãng vong, theo quan điểm dân gian, đây là một ngày rất xấu tuyệt đối không tiến hành những việc lớn. Đặc biệt là xuất hành trong ngày vãng vong. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Năm, tuổi thìn ngày 3 tháng 6 năm 2022 khó khăn đừng là cái cớ để bạn bỏ cuộc nhé người tuổi thìn, thương quan chỉ tác động nhất thời đừng trói buộc bản thân vào những cảm xúc tiêu cực hãy chia sẻ nỗi buồn ưu tư với mọi người nhờ thế mà tinh thần bạn sẽ trở nên vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều đấy ngũ hành xung khác cho thấy bạn thiếu đi sự hứng thú trong công việc những cảm xúc có thể khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhưng chúng cũng dạy cho bạn nhiều điều quan trọng vậy thì hãy cứ sống như con người vốn có và không ngừng học hỏi theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch là ngày Can Đinh, ngày Can Đinh không trị bệnh ở tim. Bản mệnh lưu ý tránh tác động vị trí trên trong ngày này. Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường. Vàng, nâu quý nhân phù trợ, dậu tí thân. 6 Tuổi Tỵ ngày 3 tháng 6 năm 2022 Lục xung dự báo một số tình huống mà trước đây người tuổi Tỵ cố gắng kiểm soát nhưng nay không thể làm gì. Có quá nhiều điều trái ý khiến bạn cảm thấy rất bực mình. Dễ nổi nóng, nhưng lời khuyên cho bạn lúc này là chớ giận cá chém thớt và không có những quyết định quan trọng. Kiếp tài khiến lòng tin của con giáp tuổi Tỵ lúc này đã bị vơi bớt đi ai đó nói rằng bạn là kẻ kín tiếng thái quá nhưng hãy nghĩ ở góc độ tích cực rằng đó là một lời khen mỗi người có một quyền cá nhân và ai cũng phải tôn trọng điều đó bạn không phải là ngoại lệ ngũ hành xung khác cho thấy tâm trạng không tốt ảnh hưởng tới chuyện tình cảm bạn là con giáp hay cằn nhằn lại để cảm xúc lấn át quá sâu vào lý trí sẽ khiến bạn khó hành động đấy Thế nên hãy tỉnh táo và sáng suốt hơn nếu bạn muốn mọi việc ổn thỏa. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ cam quý nhân phù trợ, sửu, dậu, thân. 7. Tuổi ngọ ngày 3 tháng 6 năm 2022 tỷ kiên dự báo có hoàn cảnh khiến người tuổi ngọ khó chịu. Kiểm soát những cảm xúc của bản thân thực sự quan trọng ngày hôm nay. Khi bạn bảo vệ được những cảm xúc của mình thì mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn khi tương tác với bạn đấy. Hỏa thủy xung khắc dự báo phương diện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Dường như còn nhiều vấn đề trong quá khứ khiến bạn do dự, lo sợ. Không dám bước vào một mối quan hệ mới sợ mọi chuyện lại lặp lại như cũ. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng tây bắc phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt. 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng, tìm quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tuổi mùi ngày 3 tháng 6 năm 2022 tam hợp đang trợ duyên cho con giáp tuổi mùi, bạn có thể táo bạo một chút nhé, đặc biệt trong đời sống tình cảm. Chắc chắn bạn sẽ nhận lại được những phần thưởng rất giá trị nhờ chính sự mạnh dạn, cởi mở của mình. Hãy sử dụng nguồn năng lượng dồi dào của mình trong ngày thực thần trợ lực như một bàn đạp để tuổi mùi theo đuổi hành trình đam mê. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá Trải nghiệm cuộc sống theo cách tích cực nhất, có thể nhé, thứ sáu này là một ngày hoàn hảo để làm điều đó đấy. Thổ thủy xung khắc khiến sức khỏe của con giáp tuổi Mùi không được đảm bảo. Bản mệnh rất dễ cảm, sốt thất thường, lý do là vì sức đề kháng suy giảm, bạn nên đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, đúng bữa để cải thiện sức khỏe của bản thân đi nhé. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tuổi thân ngày 3 tháng 6 năm 2022 tử vi 12 con giáp, thân hợi tương hại cho người tuổi thân nhận ra bài học rằng phải gặp đúng hoàn cảnh cụ thể thì kẻ xấu mới thực sự lộ diễn. Hôm nay bạn có thể mất một chút nhưng điều đó đáng giá để bạn có được kinh nghiệm sống cần thiết cho con đường trưởng thành của mình chính tài nâng đỡ giúp cho con giáp tuổi thân tìm được cách để cải thiện tình hình tài chính hiện tại bạn hãy kiên nhẫn với những gì đang làm vì chẳng mấy ai có cơ hội làm giàu nhanh chóng đâu bạn không đủ may mắn để nằm trong số tối thiểu đó nên phải chăm chỉ gấp đôi gấp ba bình thường ngũ hành tương sinh dự báo về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh lúc này có nhiều tín hiệu đáng mừng Thời gian này bạn ăn uống tốt hơn, giấc ngủ sâu hơn, da rẻ cũng trở nên sáng, mịn hơn. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc, ánh kim quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tuổi dậu ngày 3 tháng 6 năm 2022 người tuổi dậu dễ nhận được hậu thuẫn về khía cạnh tiền bạc trong ngày thứ sáu khi có thiên tài chỉ lối, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng nhận giải thưởng nhờ thành tích nổi bật có thêm chút tiền bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và có thể mua cho bản thân một món quà xem như là cách để tự thưởng cho mình kim thủy tương sinh hỗ trợ bạn cải thiện sức khỏe nhờ tinh thần rất tốt bạn cũng được mọi người yêu mến nhiệt tình tương trợ khi bạn gặp khó khăn nhờ đó mà mọi việc trong ngày hanh thông bạn có thể sắp xếp công việc xong sớm để về nhà nghỉ ngơi theo lịch vạn niên, ngày năm âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xám quý nhân phù trợ tị, thìn. 11, tuổi tất ngày 3 tháng 6 năm 2022 thương quan khiến con giáp tuổi tất suy nghĩ không được thông suốt cần phải chú ý tới những vấn đề đang hiện diện trước mắt đừng quá bận lòng về quá khứ hay tương lai những gì đang xảy ra thực sự là quan trọng trong lúc này do đó bạn cũng cần phải tỉnh táo lên thì hơn ngũ hành xung khắc dự báo có một vấn đề nào đó rất căng thẳng mà người tuổi tuất không ngừng tranh cãi với một nửa của mình bạn trở nên nóng nảy và khó kiểm soát bản thân hơn bình thường hãy hạn chế việc nói nhiều kẻo bạn nói lời gây tổn thương. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, thực hiện mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng. Khai mương rạch các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12 tuổi hợi ngày 3 tháng 6 năm 2022 hợi hợi tự hình cho thấy bản mệnh có nhiều thắc mắc không biết tỏ bày cùng ai. Hơn nữa, bạn cũng không đủ tin tưởng để chia sẻ vì sợ người ta lại không hiểu chuyện và dùng chuyện của bạn ra bêu diếu. Bạn vẫn có thể chọn người tin cậy để nói ra cơ mà. Những lo sợ của bạn xuất phát chủ yếu từ sự suy diễn vì thực tế có xảy ra thì cũng không tồi tệ như bạn nghĩ. Lúc này bạn rất cần giải tỏa căng thẳng không cần thiết trong đầu mình. Chớ để nó thành tâm bệnh. Với sự nâng đỡ của chính quan, dường như cấp trên đang đánh giá cao năng lực của con giáp tuổi hợi, họ cần đến bạn và muốn bạn hỗ trợ cho công việc. Vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy chứng tỏ thực lực cá nhân nhé. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.